Hôm nay kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với gian bếp của cô Lành qua món ăn. Hôm nay cô Lành làm món gì? Thịt ba gọi dành có tiêu. Với lại canh là cải chua. Cải chua nấu với thịt bầm. Nấu xương non ngán tiền chứ phải ngán ăn đúng không? Nào phải nói rõ nha. Kính thưa quý vị, hôm nay cô Lành sẽ làm món thịt ba rọi kho tiêu và canh cải chua. Và làm canh chua mà đáng lẽ là canh chua của cải muối nha. Phải. Ủa này không phải củ cải mà bắp cải. Dưa cải. Canh dưa cải, canh chua dưa cải. Canh chua dưa cải. Đây là ba rọi cho mọi người. Để thực hiện món ăn này thì cô Lành sẽ sơ chế cái thịt, rửa rồi ngâm nước muối xong hết rồi, bây giờ sẽ cắt cái miếng dừa ăn rồi tí xíu mình sẽ bắt lên bếp để mình kho. Hiện tại thì đang nấu cơm. Ba đang sắc thịt với cái áo đã ra được không? Theo đúng quy định của nhà ẩm thực thì đầu bếp là không được đeo trang sức. Không được đeo trang sức. Bây giờ bà làm lỡ đeo rồi, tại vì người ta nói là bà làm nghèo nàn á. Ủa nghèo chấp nhận nghèo, đem mua vàng giả đem chi chạy. Thì đem vô cho đỡ đủ gì. Cho đỡ vậy nè, cho tao biết mình đem đồ giả hả? Nói là nghèo, nói bà lành bán nghèo, không đáng nói chuyện cái đó. Nghèo là không được nói chuyện. Gì ghê vậy? Ủa? Thôi bỏ qua đi mà. Nghèo giờ chúng ta tập trung vào món ăn đi. Chưa tới 5 giờ chỉ biết là vào ngay đúng không? Đúng rồi. Giờ đi, chiều nay sổ số đi biết. Thịt này là không phải là kho sữa đâu, làm kho nè. Miếng thịt nó trong vắt à. Rồi quý vị thấy rõ ràng cái miếng thịt ba rọi em cô Lành lựa rất là ngon. Một lớp da thật là mỏng rồi tới một lớp mỡ thật là dày. Tiếp theo là tới một lớp thịt rất là mỏng. Tiếp đến là một lớp mỡ rất là dày. Đó. Rất là dày luôn. Mà làm kho là kho thịt hơi nhiều, làm cho nạt lên bây giờ. Mỡ không mà. Làm gì cũng tự ý làm, cũng kêu con vậy chứ. Đang quay đó, nói chuyện nghe nè. Dạ, kính thưa quý vị. Quý vị đang đến với món ăn tiếp theo và cô Lành hiện tại đang làm một cái thao tác đó là làm nước màu đó quý vị. Ngày xưa thì mình sẽ thắng nước màu trước rồi mình để dành mình xài dần, còn bây giờ á, dạ còn bây giờ thì mình sẽ dùng gọi là caramel á, tức là mình dùng cái đường, mình cho cái dầu nó sôi lên rồi mình cho cái đường vô. Nhưng mà làm cái này mà không khéo là cũng dễ bị đen màu lắm nha quý vị. Rồi nha. Không khéo là trắng giờ. Dạ, trắng giờ. Đó. Bây giờ mà làm đến trắng giờ thì lại người ta. Làm hai trắng giờ. Cho to cho cái tỏi vô. Tỏi vô, con bắt đầu nè, thấy nó dần nè. Thơm quá mọi người ơi. Không biết là qua màn hình mọi người có gửi được mùi thơm hay không, nhưng mà khi đứng trực tiếp ở đây thì nó rất là thơm nha. Chưa chắc rồi ba. Chắc rồi ba. Quá ngon rồi. Hấp dẫn ha. Thơm nha. Thơm. Đó mọi người. Mình nó lên cái màu cánh gián đó mọi người. Cái màu này là đúng nha. Đừng có để ra cái màu cà phê đen nha, khó coi lắm. Mình rác bòn kè hoài à, mình coi này là mình hay là bắt kè đó. Bà đảo tới đảo luôn nha. Ừ, bà đảo được. Bà đảo hoài. Bà đảo siêu chủ dữ lắm nha mọi người. Tỷ này nè, tôi gọi đảo siêu chủ. Không biết gì đâu. Cô Lành. Hả? Hỏi với cô Lành với siêu chủ thề luôn á, bị lây á. Bị lây dữ thề. Hoa hậu người ta còn chữ thề nữa. Ủa vậy mình, vậy là mình dân chữ thề, chữ thề không thua người ta. Mình thề được rồi. Mình chữ thề mình mới không thua người ta. Mà mình mà không chữ thề là mình là phải thua. Mình chữ thề là mình phải bắt chen đúng không? Hồi bữa tới giờ là không chữ thề là không được giải hoa hậu à. Ừ, phải chữ thề thì phải chợ búa, phải chửi bới lên thì mới được giải cho nên là. Ê, hồi nãy tôi làm nó vừa sắp xe ghét. Ê, chị làm nè. À dạ. Ở ngoài chợ á. Ta phát hiện ra cô Lành hả? Phát hiện cô Lành liền luôn. Vậy chắc là... Chưa thiệt. Người ta nói là đúng là trò á. Gia đình của tôi cũng phải vậy à. Gia đình này quá hiền. Nó chưa chắc là... bỏ qua đi. Nói chung ta phát hiện cô Lành là được rồi ha. Phát hiện cô Lành đó, rồi nổi tiếng lắm. Cô Lành, con nói hoài cô Lành nổi tiếng hơn cả con khi mà MV con làm cả triệu đô không ai coi chứ. Biết quá. Của bà Lành lên là người ta coi rần rần. Mọi quá. Người ơi, mọi người coi bà Lành thì cũng phải coi em chứ, mọi người coi bài hát của em chứ. Em bà, đầu tư rất là nhiều tiền. Bà hát của nó bà thấy rồi.
Dán dán nghe cũng được, nghe cho kỹ nha. Con hát sao cô lành? Hát cho nghe cho kỹ nha, chỉ khó nghe kỹ thì chỉ khó nghe cũng được, không chỉ khó nghe cũng được. Nói chung là nó ca là cũng rất là hay, nhưng mà không nghe cũng được, nó đều nó hơi giống. Thôi tính tiền hả? Rồi ok. Rồi bớt quay đi, dạ ngưng lại đi, tiếp đi tính tiền nha quý vị ơi. Hổ lắm rồi. Sau một thời gian đảo qua đảo lại thì bây giờ cái món thịt kho nó đã như vậy, nhưng mà vẫn chưa đạt yêu cầu đúng không? Yêu thì cầu chứ lắm mà con. Dạ. Cuộc đời em cứ gắn liền với tiền bạc, bây giờ em sẽ đi tính tiền nữa đây quý vị ơi. Một giờ, một nãy giờ chạy đi tính tiền trở về. Sau khi mà em đã tính tiền cho khách xong em quay trở lại thì món ăn đã hoàn thành rồi. Thật là tết chơi. Lành mãi đánh. Đây là bí quyết mà giúp cho cô Lành giữ hạnh phúc gia đình mấy chục năm qua. Hai mươi mấy năm qua thì cô Lành luôn làm những món ăn ngon cho gia đình, và luôn cả làm cho đoàn phim. Cái này dầu nó tự ra đúng không? Đúng rồi, trời ơi. Mỡ đó quý vị thấy chưa, cái món ăn rất là ngon. Cô Lành đã làm để mà giữ hạnh phúc gia đình trong hai mươi mấy năm qua. Và hiện tại thì gia đình của cô Lành vẫn rất là hạnh phúc với hai vợ chồng và một đứa con. Thật là vui. Ngon quá ha. Trời ơi tôm quá à. Nhưng mà cái này có nên lấy bớt dầu ra không? Trời ơi trang ngon mẹ. Trời ơi trang khô ăn quá trời ngon. Không trời ăn cái xoài chín á. Ăn cái xoài chín sao? Sao thấy món này sao? Ăn cái xoài chín á. Rồi quá trời rồi, trang nha. Béo béo ăn xài chín ngon bà cố. Rồi chị ngưng được chưa? Xong rồi, chưa? Ngon tắt quá mọi người ơi. Mời mời mọi người ăn cơm. Mọi người nè, bỏ miếng hành vô nó thơm 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 thơm. Thơm à. Nhất là cái mùi của cái viền mà nó khác ở trên nè. Nó rất là thơm. Yeah. Tên. Này mà phải có thêm mấy con tôm lột nữa ha. Thôi đúng không? Tốn tiền bác. Nó chứ thèm lắm mọi người ơi, mọi người. Ngon, nó vừa nè, với vừa mặn mặn chút xíu, có món đường ngọt, có miếng là hành thơm thơm, có miếng là tiêu. Trời ơi trang lên gọt cái xoài chín ra, cắt bỏ vô múc phán đen cuốn quất chấm quất. Rồi bây giờ nấu canh. Giờ nấu canh thôi nè. Bắt đầu nấu canh nha. Canh này nè. Ăn gì hôm qua có hai cái trứng teo toàn tan này. Trứng mình nó lỏng chắc mới ăn mẹ hơn mẹ nữa. Ăn để cho làm ra, để làm chút xíu làm chế biến này canh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cắt máy chút nha.